Đây là cây sao chổi các bạn nhá, cây sao chổi này. Cái hàng chính hãng bao giờ các bạn cũng để ý thấy có chữ này Vinamassage diện trần.com và có số điện thoại. Đó. Và cái mặt sau này các bạn thấy ghi này, diện trần điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu. Hàng giả hàng nhái thì nó chỉ có chữ là diện trần Vinamassage thôi, hoặc là diện trần điều khiển liệu pháp thôi, nó không có chữ Bùi Quốc Châu. Và hàng nhái nó sẽ không bao giờ có chữ diện trần.com hoặc không bao giờ có cái điện thoại này. Đó, đó là hàng nhái các bạn nhé. Các bạn nên mua hàng chính hãng, tại vì hàng nhái về cái chất liệu nó không đúng, nó không chuẩn, nó không phải hàng cao cấp. Thứ hai nữa, có thể về kích cỡ nó không đúng như ban đầu của nhà sản xuất. Đó, thì đây chính là cái hàng chuẩn của thời Bùi Quốc Châu. Và các bạn để ý này, đối với cái cây sao chổi này này thì nó có hai đầu. Đó, cái đầu một này này thì người ta gọi là đầu dương. Đầu dương này chuyên chữa cho những người huyết áp thấp, người sợ lạnh. Đấy, người huyết áp thấp, người sợ lạnh, người đó. Còn cái đầu âm này này nó có tính làm mát, thì nó chuyên chữa cho những người bị huyết áp cao, những người đang bị sốt. Đó, nó có hai đầu âm dương như vậy. Cây sao chổi này để gạch sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết này. Đó, nếu như người mình huyết áp thấp này, sợ lạnh này, thì các bạn dùng cái đầu đầu một này này, các bạn gạch đó, vùng thứ nhất này, đó, cả hai bên, mỗi bên 30 cái nhá, lên xuống hay dưới lên đều được, gạch qua lại đều được, đó, bên nào trước cũng được. Đó, vùng thứ hai này, đó, vùng thứ ba này, đó, các bạn nhớ gạch đủ 30 tiếng đếm nhá. Vùng số 4 này, đó, vùng số 5 này. Đây là mình làm nhanh, còn các bạn tự gạch cho mình thì các bạn phải gạch khoảng 30 đến 50 cái. Vùng số 6 ôm sát cái chân tay này. Đó, đây là đối với những người mà huyết áp thấp, sợ lạnh thì mình dùng đầu 1 này. Đầu 1 là đầu dương, có tính làm ấm. Còn những người mà đang sốt này, đang huyết áp cao này thì các bạn dùng đầu 3. Đầu 3 thì mình sẽ gạch từ bên trên xuống dưới, từ bên phải trước bên trái sau. Thì các bạn gạch như này, từ trên xuống dưới này. Đó, từ trên xuống dưới này. Đó, từ trên xuống dưới này, từ phải sang trái này, các bạn gạch đúng 30 tiếng đếm. Đó, từ trên xuống dưới này, mình gạch bên phải trước này, rồi bên trái sau này. Đó, rồi dưới này thì các bạn vẫn gạch vòng quanh này. Sau đó các bạn gạch xung quanh tay. Đó, các bạn gạch đủ 30 cái nhá. Rồi các bạn gạch thì đối với mình chữa bệnh thì mình gạch cái này ngày 3 lần. Đó, để tăng cường sức khỏe phòng bệnh, ngày gạch 1 lần. Đó, ok.